Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 120.000 cái token Omari. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thực hiện nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start. Rồi sau đó mọi người chọn Continue. Ok, ở đây mọi người sẽ bấm vào đường link này để xác nhận mã captcha. Rồi sau đó chọn tôi là con người này. Rồi ở đây mọi người sẽ xác minh hình ảnh nhé. Ok, sau đó bấm chọn submit. Rồi sau đó quay trở lại bot, bấm chọn check. Rồi tiếp tục mọi người sẽ join vào nhóm Telegram. Rồi quay trở lại, join tiếp vào kênh channel. Rồi sau đó quay trở lại và follow Twitter. Rồi chọn follow này. Ở đây thì mọi người sẽ chọn like và retweet bài đăng cho mình. Ok, quay trở lại. Tiếp tục join vào Discord. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhắn cái tin nhắn như dưới nhé. Thằng welcome chẳng hạn. Ok, và quay trở lại bot này. Mọi người bấm chọn submit. Rồi, sau đó nhập username của Telegram. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ nhập username của Twitter. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập cái đường link retweet nhé. Và mọi người sẽ vào lại Twitter cho mình này. Sau đó copy cái đường link retweet này cho mình. Ok, quay trở lại và dán đường link retweet vào đây. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ nhập username của Discord. Xem đã đúng chưa nhé. Mọi người vào lại Discord cho mình này. Để xem được username mọi người kéo sang phải cho mình. Sau đó bấm vào dao góc dưới cùng bên tay phải đây. Thì đây chính là username nhé. Rồi ok, như vậy mình đã nhập đúng rồi. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví Solana ở trong solet.io. Ai chưa có ví thì bấm vào đường link này để tạo ví nhé. Rồi mọi người sẽ mở ví ra cho mình. Và sau đó bấm vào Sol để copy địa chỉ. Chọn Resave này. Và chọn Copy. Quay trở lại. Dán địa chỉ ví. Rồi chọn Don. Rồi chọn Static. Ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.